Bữa nay mình tới 1711 ở cái đường Ho sau hôn của LA. Thấy nó làm cái giường nó chiếu vậy nè, cũng gọn ghê. Nó có mấy cái trồng mấy cây dâu, mấy cây ớt thôi. Dâu cũng có trái nè. Đó, quay sơ sơ rồi cho anh lên làm. Ở đây nó có trồng tỏi mà nó chưa ra nồng. Nó trồng có mấy cây cà tím nè, mấy cây ớt trồng nhỏ 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 mà đất phân này nó cũng lên cũng tốt lắm. Trời, cái này tôi cũng nghe mấy ổng làm cái gì đó, cái vỏ chuối. Làm cái vỏ chuối để lọc tưới thành phân đó. Đây là cái nhà này, nó là mấy ảnh tháo ra hết nguyên cái nhà này nè, chỉ giữ cái ít cái sườn đó thôi. Đấy là cái này là remodel, là sửa lại thôi, nhưng mà mấy ảnh đã làm nhà lại. Cái nhà này nó cũ rồi mấy bạn đó, làm lại thì mình chỉ tới đây cho nó làm cái epoxy thôi, rồi nó đổ công trình. Nếu mà 2.500 thì là khỏi cần mình. Để mình coi thử coi, ở đây cũng trồng cái rau quế đây nè. Cái bông hồng trường vi nhỏ nhỏ, cái đó tỉ muội thôi, nó nhỏ nhỏ là nữa là tỉ muội. Cái này là cái ADU, họ giờ hiện giờ chủ nhà đang ở trong cái ADU này. Và phía trước lên trước này đó là mấy ảnh làm thêm ít thêm 2 phòng nữa, và dỡ sẵn dỡ cái nhà đó ra luôn. Cái này là chỉ là cái tầng ở dưới đất này. Lấy cái report over there, cái report over there. Alright, let's go. Let's do what they have to do. Alright, thank you. So this one is epoxy, no calip, right? No calip. They didn't tell me. I thought it was a calip. Nó làm chưa? Giờ nó còn một chỗ nữa. Tức là viết cho nó 1 lần luôn hay 2 lần? Ok. Thì nó thằng SD nó tách tội rồi. À, còn phía trước này nữa mà. Cái này là cái port sao là cái gì? So you have this already, right? Yes, that's 4 right here. Alright. Total will be 12. You have a lady room around here or no? No? Lady room, the restroom. Ladies room? Find a tree somewhere. No, I can't. She need to go to the restroom. Do you got any room? There is a restroom right here. Yeah, nó remodel lại, nhưng mà cái restroom đó là nó cạy ra hết này. Mấy bạn coi mấy nhà cũ, nó cạy lên đất đá rồi dơ tùm lum hết đây nè. Đó là nó phải cạy lên hết cái này hết. Nhưng mà cứ giữ cái restroom này thôi đó là xong rồi, nó sẽ thay hết mấy cái gỗ này, nó không khôn lắm. Nhưng mà nếu mà nó để cái permit nguyên cái nhà, nó sẽ tốn rất là nhiều tiền các bạn. Đó, ở bên cái góc đó đó là cái ADU đó, là cái nguyên cái unit đó là nó làm đó, là trên lầu dưới đất đó là nguyên cái phòng to là cất nguyên cái nhà nữa đó. Đó, rồi nó add này nó nới maximum cho tới cái đó để nó cho mướn. Rồi. Mình tưởng là nó làm cái calip đây, SD nó làm này là nó sửa, nó remodel cái nhà lại. Làm thêm này cho cái thằng chủ này là cái chủ của cái căn nhà trên Venice đó, thằng Thorpe hồi trước đó. Cái thằng Thorpe đó, cái chỗ mà trước SD nó thiếu mà chỗ Venice, cái nhà mà nhà lầu của nó ép phòng đồ thêm đó. À, thì thằng đó trả rồi 300, nó gửi cái check lại cho mình. Thằng Eddie nó nói nó thiếu kỳ rồi 300, kỳ này 300 nữa thì anh gửi cái bill cho nó.
mình đi dài dài cái khu neighborhood này của Central LA. Nó nằm ở khu vực District số 3. Đó, nhà này nó cất cái kiểu mà trắng trắng đen đen không. Đó, nhưng mà nó làm cái kiểu nhà nó xây đó thì nó cũng setback cho nó cũng 20 feet phía trong đó bạn. Bạn thấy không, cái đường cái street cap của người ta đó là người ta chia thành từng cái ô vuông vuông cái sân cỏ như thế này nè. Thì những cái nhà này đó là nó làm nó cái kiểu nó remodel lại, nó làm những cái unit ra nhiều phòng thêm đó để nó cho mướn đó bạn. Ở đây toàn là nhà mướn không à, nó thường là nhà mướn không. Bên kia nó có một cái cây bông bụp tím mà mình thấy nó đẹp quá. Cái cây này là lai lắc màu trắng nè mấy bạn, nó thơm lắm, ông nó rất là thích cây này đó. Mình thì nhà mình có cái cây đó lớn lắm ở phía sau nhà, mình không có chiếc là chi cái này, nó cái nó ra trái rồi ra hạt đó, rồi nó rớt xuống nó lên cây con quá chừng luôn đó. Cái cây này cây forget me not bên mình này, là cái cây này là xin đừng quên tôi đó. Cây màu tím đó là cái cây geranium. Cái cây mới, cây nectarine ở trong đó đó, nó ra trái quá chừng luôn. Nó có mấy cái cây hoa lạ thì mình không biết đó. Đại khái là cái vùng này là nó mới ảnh nó như vậy đó. Đó, nó có những cái cây đó xe anh ra, nó làm những cái cây đó, nó cưa những cái cây đó, nó làm cho sạch đường phố. Bạn thấy không, nó là ở đây đó là nó không có mất tiền lắm, nhưng mà họ làm nó họ rất là để ý tới cái đường phố, những cái người hàng xóm chung quanh mình đó. Đây có bữa đó có cái cây hoa đỏ đỏ này, là mình có ngắt một nhánh dài thử ghim cho nó lên không, mình chứng thử thôi. Đây là cái cây black rose này nè, cây black rose là cái hoa hồng đen này nè đó. Đó, nó vậy có thấy thương không đó. Để giờ mình sẽ làm mình mấy cây nhánh của gãy của mình để mình cắm xuống đất cho nó lên như thế này đó. Rồi xin qua bên đây bên kia đường, nhà này đó 1738 đường hôn này nè. Họ làm cái cửa coi nó, nhà thì cũ rồi mà cái cửa thì nó mới. Ở dưới trước đó nó có mấy cái hoa tình yêu, họ làm kiểu đó đó. Nhưng mà mình ấn tượng cái nhà này nè, nguyên một cái bụi to ngay trước mặt giữa màn hình đó, đó là cái cây cẩm tú cầu đó, là cái hoa hồng á. David Austin hồng á đó, nó nở sùm hết rồi. Cái black rose nè, phía trên là cái hoa bơ do dâm bụt màu tím nè đó. Cái nhà này á, cái sân cỏ thì không được đẹp lắm, nhưng mà cái nhà đó là mình lại chấm là mình lại thích đó. Bên cạnh nhà bên đây đó thì là họ trồng cái loại gì nó giống như là cái cây ngũ sắc, nhưng nó không phải ngũ sắc mấy bạn ơi. Nó có dây mục mà do dâm bụt màu đỏ, nhà cũ lắm rồi. Nhà này không biết là số mấy thì mình không biết. Nó bên cạnh có 1722 đó, cái máy thì cũng cũ rồi, cũng 20-30 năm cũ rồi đó. Đại khái là họ làm cái kiểu cái hàng rào sắt gì nè. Thường á những cái hàng rào này nó có vẻ nó song song, nó friendly hơn, nó có thể là nó gần gũi với mình hơn. Mấy nhà cũng có con nít trong cái sân chơi này, họ là hết cái cỏ giả, cái trái banh nó lăn. Trái kia nó không lăn, cái trái này nó lăn đó, như là có ai lăn nó vậy đó thôi. Mà mình cũng đâu có sợ ma đâu, ban ngày mà đó. Có mấy cái nhà giữ trẻ, nhà này có lẽ là làm nhà giữ trẻ hay sao đó. Đó, ở đây là cái loại mà asparagus fern này nè đó. Cái loại này đó mấy cái cũng là cái black rose ấy, nhưng mà nó trong mát thì nó màu xanh, ra ngoài nắng thì nó mới đen đó mà, nó mới đen dẫu. Cây này nhà mình cũng có nè, cái lá của nó lạ vậy thôi. Cây này thì mình không có, cây này màu đỏ. Như mấy cái cây succulent ở nhà chị Hải đó, chị Hải mới cho mình cái cây này nè, ngay giữa màn hình á, cái loại săn đá cái succulent á. Trời ơi, cây một cái gai này mình nó đâm một cái mà lủng luôn, mổ đi luôn á, là 2-3 cm luôn á mấy bạn ơi. Nó đây vô cái gai của nó nhọn quắc á. Đó, cũng là đây là cái cây forget me not nữa đây nè. Ôi, ở đây là cái cây này là cây xá lị, không giống cây xá lị quá mà không biết phải không, chắc là cái loại cây hoa quá, cái loại hoa mộc lan chứ không phải cây xá lị đó. Đó, đây là cái loại này là hen and chick nè, nó lên tu tủ vậy đó, nhưng mà nó ra lá vậy nó đẹp hơn, nó ra hoa thì nó không đẹp nữa.
Mình quay lén cái nhà này họ dạy trải trải cái miếng nó làm cái đường đi lên nè đó, đại khái thì trải gạch nè, thì giờ mình không có gạch mình trải cái mên cho cũng được, nó mát cái nhà mình đó. Cho mấy cái cây này, cây hoa ngũ sắc này nè, còn cái cây này thì mình không biết cái loại cây gì thì mình chả biết nó. Ừ, thấy chưa, cái này đó mà không mà chỉ mấy ảnh đó là lên sùm cái nhà này cũ rồi. Nhà này nó giống như cái kiểu bỏ đi rồi, nó bán rồi nhưng mà nó chưa, tức là nó bị tịch thu á mấy bạn, thành ra nhìn thấy nhà là không có ai, giờ là dọn sạch hết cửa nhà rồi. Đó, thì ở ngoài này thấy cái đám rừng này nhìn biết nhà có chủ không có chủ là biết liền. Đó, này nó góc nằm ngay góc đường Eltrom với lại đường Hôn. Nó gần ở nó cách cái đường Cross Street, cái trường ta to đó, là nó cách đây cho khoảng La Cienega đó. Thì cách đây là một góc đường thôi. Để mình coi cái cây này cây gì đây. Cái cây bông bụp này nó cũng muốn chết ngủm của đẻo rồi. Đây nè, nó hay héo úa rồi nè. Họ không có tưới nữa. Nhưng mà chủ nhà này nó cũng chịu khó trồng cây dữ lắm. Nó có cây đỗ quyên cũng muốn chết rồi, cái mình bẻ mấy nhánh đỗ quyên ở trong đó đó, mình đem về nhà mình trồng. Lần lần thằng nào mình đi cái chỗ nào cũng vậy, mình cũng đem cái cây gì nó bỏ mình đem về nhà nó mình trồng. Rồi thôi mình xin ngừng cái clip ở đây, rồi bữa nay tụi mình cũng đi làm rồi, cái gì hẹn gặp ở clip sau. Xong được chưa anh? Mình xin ngừng cái clip ở đây và hẹn các bạn clip sau. Giờ chưa?